qua là mình với lại mấy anh cu ngồi làm cái hùng lồng bằng nhựa tấm nhựa bu ly để bạn bắt nguyên một ngày để hoàn thành, để thực hiện một cái thử thách trò chơi luôn, giống như mấy cái trò ảo thuật mà nhốt nhốt người trong đây, sau đó bơm nước vào, sau đó tìm chìa khóa và mở mấy cái ổ khóa các bạn. Nói chung là lần này là một trò chơi và cũng là một thử thách luôn nha. Hiện tại là mình chỉ có hai thằng đệ là dám chơi, hai mấy thằng kia nó bó tay rồi, chỉ có một tí Dương An dám chơi. Có 10 cái ổ khóa nhưng mà mình sẽ thả trong đây tới 20 cái chìa khóa lận, sau đó bơm nước vào. Hai thằng của đội mình, thằng nào mà nó ra trước thời gian nhanh hơn là lụm ngay 1 triệu liền nha. Nói chung là chơi vui hưởng 1 triệu hỏi bạn, chứ chơi mà 10 triệu, 20 triệu hay 100 triệu gì thì nó hơi chém gió quá. Đây, ở đây là mình có sử dụng 10 cái ổ khóa đó bạn. Mỗi cái ổ khóa là có hai chìa để mở. Mình sẽ thả 20 cái chìa khóa này vào trong cái bồn nước và sẽ tìm 10 cái chìa khóa đúng để mở ra nha. Rồi đây, người thử thách đầu tiên sẽ là thằng cu tí nha các bạn. Rồi vô em. Nhẹ nhàng thôi nha. Rồi, đóng nắp lại luôn, đóng nắp lại luôn. Hello. Đây, ổ khóa là mình sẽ khóa lại như vậy nha. Đó. Không có mở được các bạn ơi. Khóa lại là hết có ga luôn nha. Ở trên đây là mình có ba cái lỗ nha các bạn để đút tay ra. Còn cái lỗ này để dành sơ cua hở nè. Nói chung là ba cái lỗ để dành mở ra, mở để dành lấy chìa khóa nha. Đây là 20 cái chìa khóa các bạn. Tí ra nè, thả đại luôn nè. Đó, random luôn nha. Còn đây là cái ống hở nè. Ai mà sử dụng ống hở này là phạt 200k nha. Ống hở đây để dành phòng nước lên tới cổ các bạn, sao nó ngậm vô ló lên đây như vậy là hở rồi nha. 200k nha. Ok, sử dụng mới tốn 200k, không sử dụng không tốn 200k. Đây là một cái màn ảo thuật của cô Tí các bạn. Tí nó nói là nó hoàn thành cái thử thách này trong vòng 2 phút. Nhưng mà mình bơm nước là khoảng là 10 phút là đầy cái bồn này, để mình thử coi nó 2 phút nó có hoàn thành hay không nha. Axan, Axan. Thôi lên nước rồi, coi có gạt ống không? Ok. Rồi. Rồi, ok. Bấm giờ chuẩn bị. 1, 2, 3. Rồi, thời gian chạy các bạn. Lựa. Cho em lựa luôn. Sao em, dễ không? Dễ không? 2 phút đó em, 30 giây rồi à, tí. 30 giây tôi qua rồi nha. 2 phút khỉ, 20 phút á. Rồi à, anh lấy một chì anh mở hết 10 cái hả? Đồ không minh dữ mày. Khá là không minh đó nhưng mà hên xui lắm nha. Bên đây có luồng nước nó bắn ra rất là khó chịu đúng không? À. Sắp 2 phút trôi qua rồi tí ơi. Ồ, anh thông minh chứ ta, lấy một tay anh chỉnh ổ khóa, một tay đút, được không? Đâu, được một cái đầu tiên các bạn ơi, mấy phút? 2 phút 20 giây để mở cái đầu tiên, tự rút ra luôn và hạ đất luôn đi. Ờ, để đó cũng được. Chúng mình lấy xuống, chúng mình lấy xuống, chúng mình chính cái lấy xuống. Để lấy xuống cho nó luôn rồi, có cầm nó hạ gớt đất nữa. Một cái đầu tiên nha. Anh thông minh ra mày, anh lấy một cái sao đó, anh bắt đầu mở, nhưng mà cái này nó 20 cái lần. Là dù có lấy thì chúng nó cũng vẫn bị trùng quá tí, hiểu không? Rồi, trời chỉ mưa luôn rồi, ông trời ông ủng hộ một tí rồi. 2 phút một cái vậy là phải tốn khoảng 20 đến 30 phút nó mới xong á. Ờ. Tao cũng còn hên xui, càng về sau càng dễ. Rồi, gớt rồi, anh lụp cho. Đây. Nè. Phải gì đó không? Đổi chìa đi. Ai biết đó. Nước đã lên tới thôi tới được gần tới đầu gối đó luôn rồi các bạn ơi. Em còn khoảng 1/6 nữa là nước đầy á tí. Em ngồi đó là vịnh luôn đây đúng rồi. Ok. Phía bên đây là rất là khó lấy nữa bạn, tại vì luồng nước nó bắn qua nè, không thể nào nhìn thấy đường. Nói chung là mấy cái đám chìa khóa bên kia thì đơn giản, nhưng mà cái đám chìa khóa bên đây là có luồng nước bắn qua rất là khó mở nha. Rồi à, được cái thứ hai rồi.
Đúng rồi, để đó anh lấy xuống cho. Hai cái. Mấy phút mày bảo? 4 phút. Ồ, vậy là nó khoảng 2 phút được cái đó tí. Rất hay luôn em. Nếu em giữ vững tiến độ nên nghĩ là có thể thắng coi cái trò này á. Cái gì chưa dặn mà. Vô rồi đó nhưng mà chưa dặn á. Đâu đâu đâu. Rồi, tí xong phía này, tí xong phía này. Nói chung là ở trong một cái lồng kính như vậy mà lại bắt mở mấy cái ổ khóa như vậy thật sự là rất là áp lực luôn các bạn ơi. Một còn ba hồ rồi. Không mới có, đúng rồi, 1/3 hồ rồi á. bảy phút rưỡi rồi tí ơi. Bất lực rồi. Nửa hồn rồi bạn ơi, nửa hồn rồi, gần nửa hồn rồi. Đây, gần nửa hồn rồi nha. Đi cần thôi à. Tắm luôn đâu rồi. Bất lực chưa, chịu thua chưa? Đâu, chưa tới cổ mà. Nhìn cái mặt của ảnh kìa, ảnh nản rồi kìa. Bất lực rồi. Cái ống hở chìm luôn rồi. Mấy chìa khóa nó chìm dưới đá như vậy nè mấy bạn. Phải xuống mò nữa nha. Tí ăn lần rồi. 9 phút rồi. 9 phút rồi tí ơi. À khoảng 15 phút là đầy cái này á. Hơn nửa hồn rồi. Em còn khoảng 5 phút nữa là hết giờ nha. Đó, được cái thứ ba. Đồ, đem lấy ra giờ. Cái thứ ba mấy bạn ơi. Chín phút rưỡi được cái thứ ba. Đây là tí hiện tại. 2 phút. Tí 2 phút hả? Và nó đã lên tới được 6/4 rồi. Nói chung là vô trong đó là cảm giác là rất là lo sợ, hồi hộp luôn các bạn. Tại nước ngày càng văng lên và nó còn bắn nước vô mặt nữa nha. Đây nước từ bên cái ống nước bên đó nó bắn vô đây nè, nó văng vô mặt rất là nhiều luôn các bạn. Đây nước đã qua hỏi rồi hả, cái 4 luôn rồi. Quá hay dùng chút đất luôn em. 4 cái rồi. Nói chung là càng mở về sau thì càng dễ, chìa khóa ít lại hiểu không? Không mở quát được luôn kìa sao chơi. Còn 6 cái nữa là chiến thắng rồi. Và hiện tại là trời đang chuẩn bị chuyển mưa, đang khui luôn các bạn ơi. Chuẩn bị vừa tắm mưa vừa chơi cái trò này luôn nha. Nước khá là trong luôn, thấy nó luôn trong đó luôn kìa. Dù nước rất là trong nhưng nó không có tâm trạng tắm đâu các bạn ơi. 16 cái lên em đợi hết lên đây rồi em mở từng cái nó dễ hơn cái tí. Đúng rồi, lặn đó lụm hết 16 cái luôn. Đem cái bắt kiến vô có 100k à em. Anh phải ghẻ bắt kiến có 100k à. Rồi tiêu rồi, cái hồ sắp nổ rồi. Không sao, nó xì từ không sao. Đâu dần rồi mà. Nó nổ ra mình tắm rồi chứ có gì đâu. Áp lực nước ngày càng lớn, đẩy cái hồ ra luôn rồi nè. Đẩy cái lồng kính ra luôn rồi. Rồi à, được cái hướng nam rồi. Đây lấy luôn cho cái hướng nam rồi các bạn. 5 cái rồi nha. Em còn 5 cái nữa là thắng cái trò này rồi tí. Che anh là được rồi, đừng che tí. Ok. Đây mình có dù rồi các bạn. Một tấm dù rất là bự luôn. Còn tí thì nó lỡ ướt rồi nên không cần phải che cho nó đâu. Quá đã.
Sắp 20 phút rồi hả? Vậy 20 phút ngưng đi. Chín rồi. Cả cho các bạn ảnh thử hết luôn, thử cái mất bao nhiêu phút. Rồi, mưa lớn luôn rồi. Tí bao nhiêu quá anh tối luôn hả? Anh đi chậm hơn á. Ờ, anh chỉ để hết trên đây là nhanh hơn rồi đúng không? Rồi, được cái rồi nè. Ok, anh mở giùm cho, giúp em cái này. Lấy giùm nó ra. 4 cái nữa là hắn rồi nha, 4 cái nữa là hắn rồi. Còn cái ở đây là tí. Anh nó bắt phương hướng luôn rồi, nó bắt phương hướng rồi. Đâu? Đâu? Liên tục 2 cái luôn. Quá hay, quá hay. Đây lấy ra chưa? Gắt dữ luôn bạn, liên tục được 2 cái luôn. 3 cái nữa là hắn rồi nha. Cố lên em, còn 3 cái nữa em ơi. Dạ con đang bận quay phim nè cô ơi. Rồi hả? Cái hơn 8 rồi bạn ơi. 8 cái rồi. 9 cái luôn, đô 2 cái liên tiếp luôn. Hay em, hay em, còn một cái cuối cùng. Còn cái mà, còn cái mà. Còn bên đây nè, bên đây nè, cuối cùng luôn. Cuối cùng luôn, đó. Mới có 9 cái mà, tưởng đâu hoàn thành rồi bạn. Nói chung là trong đó là quán luôn rồi. Này mình có chụp đi coi lại không? Hỏi luôn, 23 phút rồi nha. Cái này đơn giản lắm, cái nút chìa khóa vô cái này không phải là đúng là không phải à. Cuối cùng là được 23 phút 30 giây rồi. Rồi à, rồi quay hành tắt luôn bảo, tắt luôn mấy phút. Đây. Tắt nước, tắt nước, tắt nước, tắt nước. Tắt nước. À, kết quả là 23 phút 40 giây để có hoàn thành cái thử thách này nha các bạn. Cảm giác nghe sao em? Lúc mà nước nó chèn ra đó, anh đứng thì đâu có được không? Cái chân em cứ rung rung quá, y như cái cơ thể mình nó sợ á. À. Rung hay giờ như dầm nước lâu thiệt lâu. À. Vậy chứ bây giờ là em bị lạnh đúng không? Phải không? Như là trong cảm nó hết thông khí á. À hết thông khí. Người mình nó yếu xìu. Rồi ok, bây giờ tiếp theo cho tới ăn cú ăn nha các bạn. Mấy phút ăn? Ai biết. 3 phút ha. Ừ. 5 phút. 5 phút hả? Ăn 5 phút các bạn. Này có nước sẵn rồi. Đóng lại, đóng lại. Vô đây rung mà ha. Rung hả? Sợ ha. Thôi hả phải ăn. Rồi khóa lại, rồi để hết chìa khóa ở đây nè, để hết chìa khóa ở đây nè. Chúng mình lùa vô. Để thử đủ 20 cái không nha. Rồi chuẩn bị. Bỏ chìa khóa xuống mấy bạn. 20 chè. Rồi ok, bấm giờ luôn rồi nha các bạn. Dễ coi ăn ơi. Đại Bảo cầm đồng hồ đây Bảo. Ăn nó cũng kinh nghiệm được nhiều từ tí nên mình nghĩ là nó sẽ làm nhanh hơn các bạn. Để tính cao, đừng để túi làm cái gì. Rồi ạ. Mỗi người có mỗi cách khác nhau hả? Nó lấy đút hết 20 chìa vô luôn các bạn. Rồi ạ. Cái đầu tiên luôn. Mới chưa đầy 1 phút để được một cái đầu tiên. Dụng luôn, đúng rồi. 44 giây được cái đầu tiên các bạn. Rất là hay luôn. Rồi cái thứ hai luôn các bạn ơi. Mình vừa mới quay qua cái nó mở được cái thứ hai rồi. Wow. Cái thứ ba luôn, để anh lấy luôn cho. Ba cái các bạn ơi, rất là hay luôn. Mấy phút bảo? 5 phút được ba cái nha. Rồi hả? Được thêm một cái nữa là cái thứ 1, 2, 3, 4. 4 cái nha các bạn ơi. Đô. Quá hay luôn. Cái thứ 1, 2, 3, 4, 5 rồi nha. Được chưa, được chưa? 6 cái rồi, rồi lấy giờ 6 cái. 6 cái các bạn ơi. 12 phút được 6 cái nha. Rồi chuẩn bị đổi biệt danh ăn mò các bạn ơi. Mỗi lần nó mở không được là nó lẹ quăng chìm xuống dưới nước. Ăn mò. Sao nó mò tiếp? Đó là một hũ vui đâu. Rất hay, rất hay, rất hay. Cái thứ 7 các bạn. Còn 3 cái nữa là hắn rồi. Chết rồi. Quá hay luôn, 3 cái nữa là hắn rồi. Chết rồi, hắn rồi. Do nó tốn thời gian để nó mò cho ông là nãy giờ nó ăn lâu rồi. Kiếm kìa. Ba cái bên đây nó có luồng nước đẩy ra rất là khó mở đó bạn. Nước nó bắn vô mắt không thấy đường nha.
Nói chung là 6 cái bên kia dễ nhưng mà 4 cái phía bên đây rất là khó lấy nha. Đâu? Cái thứ 8 hả? Quá dữ. Wow, 8 cái. 15 phút được 8 cái các bạn. Hai cái nữa là cô ăn đã chiến thắng các bạn ơi. Bảy phút nữa. Rồi, hai cái hơn chín luôn. Quá dở, chín cái. Một cái nữa là thắng rồi. 17 phút. 17 phút được 9 cái luôn. Nói chung ăn nó chuyên nghiệp dữ ha. Thành người rồi. Thành người rồi. Cái cuối cùng em ơi. Lặn xuống luôn, kiếm 11 cái. Đủ 11 cái chưa? 22 phút trôi qua rồi. Rồi, ok. Bấm tắt giờ, tắt giờ. 22 phút 14 các bạn ơi. À, kết quả là cô ăn chiến thắng rồi các bạn ơi. 22 phút 14 giây. Còn tí là 23 phút 40 giây đúng không? Nói chung là hơn được 1 phút. Tại vì ăn nó có chiêu rất là hay đúng không? Mỗi lần mở không được thì nó cầm chìa khóa nó hỏa dưới nước. Sau đó chút nữa xuống đó nó lặn nó lụm tiếp. Và đây kết quả là cô ăn chiến thắng rồi, ăn đâu rồi? Đây. Sao em? Mẹ chết không? Không có mẹ chết đâu. Cái hồn này 17 phút là chết chắc luôn á. Rất khó đúng không? Bởi vậy nói chung là cô ăn được 22 phút một tí, được 23 phút. Chiến thắng trên lệch nhau chỉ có 1 phút thôi bạn ơi. Mắt đỏ luôn kìa, nước vô mắt đỏ luôn. À vậy mày cứ ra tay. Nói chung là bây giờ hôm nay là làm thử cái video thử khách của mấy cái nhà ảo thuật gia các bạn. Chui vô trong hồn khóa lại và thử khách mở ra nha. Bạn nào thích video này hãy nhấn like, chia sẻ cũng như bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình làm những cái thử khách hay hơn nữa nha. Tạm biệt các bạn.